Hello bà con, hôm nay chúng ta cùng nhau làm quen phần mềm Lumion. Đây là phần mềm rất nguy hiểm trong quá trình thể hiện đồ án của các bạn. Nó giúp các bạn kết xuất hình và video siêu nhanh và làm đồ án thì siêu tốc rồi. Number 1, hãy cùng chúng ta đánh giá hệ thống. Ở đây điểm hệ thống của tôi được 3780 điểm. Tôi check vào đây. Một bảng hiện ra sẽ liệt kê chúng ta về thông số phần cứng. Các bạn bấm vào Rerun Ben Max, một phần mềm sẽ chạy và đánh giá lại hệ thống cho chúng ta. Còn nhìn đây cá chuối quá, tôi bấm vào dấu check này, ok và thoát ra ngoài. Và bước tiếp theo thật đơn giản, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi ngôn ngữ cho phần mềm. Các bạn di chuyển chọn chuột lên vị trí này. Một bảng hiện ra liệt kê tất cả các ngôn ngữ mà phần mềm hỗ trợ. Các bạn có thể chọn tiếng Việt, còn tôi sẽ dùng tiếng Anh. Tôi close đóng lại và để mặc định luôn. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá những điều thú vị tiếp theo. Các bạn chuyển qua tab Home. Ở đây các bạn chú ý vào phần setting này, chúng ta đã thiết đặt một vài thông số mà thôi. Tôi chọn tab setting. Đầu tiên các bạn quan tâm đến chế độ hiển thị của bóng đổ, hay nói chung là tất cả các chế độ hiển thị trong Lumion, tôi sẽ chọn cao nhất để sao cho đẹp nhất có thể. Ở dưới này các bạn nhớ chọn đơn vị metric. Những thành phần còn lại các bạn hãy tự mình khám phá nhé, nó khá là vui đấy. Ở ngay bên dưới chúng ta có các đối tượng hỗ trợ online, nói chung là lung tung beng cả, các bạn có thể tham gia hoặc không. Và tại sao chúng ta chuyển qua tab thứ hai nhỉ, tab new. Chúng ta có những hoạt cảnh có sẵn, các bạn có thể tận dụng nó để xây dựng mô hình của chúng ta nhanh hơn và kết xuất nhanh hơn nữa để hỗ trợ đồ án của chúng ta. Em ngay bên cạnh này là những đối tượng ví dụ về vật liệu villa, đại dương, đồng cỏ, vân vân. Thì những video tiếp theo chúng ta sẽ dần dần truyền tải đến các bạn. Còn chú ngay bên cạnh chính là load screen. Sau khi các bạn đóng phần mềm lưu lại một screen, tức là một hoạt cảnh, thì ở đây chúng ta có thể load lên. Và tương tự bên này cũng vậy, import full screen. Những đối tượng các bạn export ra ngoài chúng ta sẽ lấy vào bằng tab bên này. Bây giờ mạn phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ các bạn.